Chất rất là lo nha. Đúng không chất? Họ nhức đầu. Bỏ ăn luôn. Bây giờ không ăn không uống gì ngồi gì nè mọi người. Đúng không chất? Mẹ. Có không trời? Sáng cái gì? Đúng rồi, tại vì đây sáng chó rồi. Lấy cái quà. Bà cũng có lời lắm. Chạy qua chạy lại cho con đây. Rồi 15 phút đồng hồ là nó qua bao nhiêu con vi khuẩn rồi, bao nhiêu con da chó rồi. Đâu có ai bị nó không? Đúng rồi. Bị à, người ta cũng chơi chung mà không bị, mà sao ba bị? Đó, này chồng lên bị có lẽ đâu. Ngứa ngứa gãi phải không hay sao? Chầm không bị ngứa ở chỗ ngoài mà ngứa ở chỗ bên trong. Mà ngứa cái chỗ nào bà chỉ thôi. Đúng không? Ngứa bên trong không? Ngứa ngoài. Ngứa cái ấy hả? Trời ơi. Thấy không? Mộng cầm. Mộng cầm hôm nay cái khai thiệt là ngứa cái ấy nha mọi người. Trời chết rồi, chết rồi. Má tao bay đè sao mà quay nữa. Bây giờ cầm nó gõ đây giờ cái sáng chó cậu bị sáng chó không? Nhưng mà bữa giờ đưa bước lưỡi dứt 15 phút đồng hồ là bao nhiêu con sáng chó nó qua nó bò qua rồi. Bây giờ bà chích bị không? Đúng rồi. Chích ngang mộng phòng cũng hay bị. Đúng bà rồi. Đút lưỡi với nhau mà 15 phút đồng hồ. Chạy qua chạy lại cái nồng chín nào bảo đảm luôn. Tụi bay. Má tụi bay. Bay ghẹo tao không rồi. Cháu. Đúng rồi quý vị nha, bây giờ mộng cầm hiện tại bị sáng chó rồi mọi người. Là do dứt ngay qua. Sáng chó cả cha mong. Thôi cầm ơi, vậy cầm phải ăn uống rất riêng nha dì cầm. Nó lây lắm nha dì cầm. Lây cái lợn. Lây với bao nhiêu người luôn ấy. Cháu ơi. Đuổi cầm ra khỏi quán đi. Lây đó. Cái bệnh đó có nguy hiểm không à gì? Nhưng mà ăn uống với nhau rồi lây nè. Bà ăn gì mình ăn ghim, ăn chung với chị lây. Giờ cho bà cách ly đúng không gì cháu? Cho bà ngoài ghim đúng không? Mày cách ly, bà ăn mình bà mình đừng ăn đồ của bà. Bà phải cách ly ra chứ thôi là cứ ngồi cái này là thua. Khách khách kia không có luôn đó. Ôi cảm ơi giờ rồi khám bệnh đi. Có cần do anh Hưng cần giúp cho. Có cần khám bệnh gì không? Quà. Ôi kêu quần què hoài luôn anh Hà Diêm, em bảy quần què khoái mê hoài luôn. Rồi nó đánh hoài luôn á. Đừng để sao chữa bệnh nha. Bây giờ bà nói bà không có bệnh thì mình đi khám đi, tôi nói thiệt á. À, bây giờ cái nguyên nhân á là bà chết bị rồi. Dạ dạ. Dạ còn mình bà này thôi, đây bà rút rửa bà kia. Dạ. Đúng rồi. Có là bà đủ má bà với miệng bà với cái quần què. Bà chết bệnh đây là trời ơi luôn là chị gặp tại chị quen hỏi là con đồng mạng có ai tài trợ gì cầm cái bệnh không có lồng bè gì cầm nước lưỡi gì chứ rồi bị ra con sáng chó rồi bò qua rồi bị rồi lấy rồi mệt quá à. Bây giờ ai cầm giờ dịch bệnh vô đang khẩu trang vô nói chuyện dân nước quyết lum la đó. Anh làm chuyện gì cầm đi anh ơi. Bây giờ bà có để chứng minh cái lời mà người ta nói thì sai, bà đi khám bệnh đi. Khám mới về, có bệnh thì đâu mà khám. Sao nãy bà nói bà ngứa chỗ ấy? Má, tụi bây chậm thôi, chậm cho nó kỹ. Đó, điển hình là ngu rồi, cũng là hôm qua đến giờ là 2 ngày đó. Cầm bị, coi như là cái bệnh sáng chó nó kỵ tắm lắm gì châu. Hả? Bà. Sáng chó nó kỵ nước, không muốn tắm rửa. Hàng Di cầm phải bụng mua đồ 2-3 ngày là vậy đó. Đúng rồi, bà không bữa chưa tắm luôn. Trời ơi, bà bữa chưa tắm luôn ấy cầm. Rồi. Nói đồ quá, sao mà không nói luôn. Một tháng đi hay nữa, một năm á, một ngày giáo thường tắm lần. Bây giờ cầm cái khẩu trang vô đây vô đây, nói chuyện với tụi con xíu rồi cầm. Què. Bây giờ. Giờ khám bệnh không? Con kêu gọi cho khám bệnh. Không. Ông không đi khám luôn hả? Không. Vậy giờ còn Vũ khám chắc cuối nhất cái gì cầm. Què. Vậy còn Vũ nha. Què. Không. Tao bệnh gì? Bệnh sáng chó. Què. Sáng gì? Chiến sáng gì? Không, bả sáng thì bà đúng rồi. Bả bị ngứa, bả bị đã ăn hải sản. Đúng rồi. Trời ơi. Chị Sơn vậy nói. Đỡ thừa cái gì hả, bác sĩ nói anh bác sĩ nói gì Sơn bác sĩ nói là bị sáng chó. Sáng chó là sao? Sáng chó là trong bụng có mấy con sáng chó trong đó. Sáng đãi rồi ôi.
tao lại mày á. Vậy cầm điện thoại ra còn gọi bạn có phải không? Sáng bệnh sáng chó là bệnh gì đó, chứ nó hiện cho cầm coi. Wow. Bác sĩ nào nói? Đứng ngồi gần bả. Vậy cầm có bị rồi, cầm đứng ngồi gần đứa con nha. Tao lại mày luôn á, đừng có lại gần mà quay tao. Giờ đây đứng nghe, thấy cầm hay đứng không? Cách sai cầm còn khoảng 3 mét rồi đó. Thôi mày đừng có thôi, quay tao mà điếm đi. Rồi. Ơi. Có người tặng quà kìa, lại cảm ơn đi. Trời ơi, ơi. Nghe. Không lấy. Lấy đâu? Được không? Cầm được trái là đó. Ôi má. Gì? Ta tặng quà mà không lấy. Bà khi thường khán giả hay gì? Bây giờ cái bệnh đó chị sao gì chồng? Bà xin để cho tôi miệng chạy. Còn bà, tôi đang lo cho bà. Bà bệnh là bà lây người khác nữa. Đừng có ai lại gần tao được rồi. Ờ, mọi người ơi, thấy bọn cầm thì cách xa ra nha. Bà kêu đừng có ai lại người gần bà hết á. Đừng có ai lại gần mà đừng có ai qua gì được rồi. Cảm ơn, chúng trưởng nhiều. Tết để lên hành, ta ngồi yên đi. Sao mà ở trên mạng nó đồn quá trời vậy trời. Còn bà ai nói kệ mẹ ta. Bây giờ dì Châu dì ở ngồi đây mà dì còn biết bà bị bệnh sáng chó nữa gì. Sáng nó què, sáng nó mặt đâu? Bà á má. Trên mạng nói ra bà bị sáng chó, không biết đâu. Tôi nói chắc là cấu lưỡi với bà, chết bà chết bị cho bà. Ôi má ơi, sáng chó, sáng nó què. Tôi đâu có cấu lưỡi bà chết, tôi đâu có bị đâu. Sáng nó què. Lấy đi nước rồi, lấy đi. Có phải là một ngày á rồi có phải là bà bị ngứa không đó bà à. Giải nè, có phải là bà không sợ sợ rất là sợ lạnh phải không, không tắm phải không? Bệnh sáng chó là nó biểu hiện vậy đó, để tôi nói những nguyên nhân đi nó biết rồi mày Châu. Bà đạp đi, máy này có rẻ lắm. Tao đạp máy tao khỏi trả rồi, khỏi đợt, tao đợt với què. Thì tôi đạp xe bà lại. Đạp đi. Mọi người ơi, có gần tại chợ gì không hay là để gì luôn? Mệt này quá mà đừng có quay tao yêu cầu mày. Chúng chửi ra nhiều. Rồi bà thôi, bà đính chính đi rồi tôi không quay nữa, rồi đính chính đi. Ê, gió quá trời luôn cầm. Bây giờ bà đính chính đi, tôi không quay bà nữa nè. Mà đính chính em không có bị bệnh sáng chó, nói đi. Không có bị bệnh sáng chó, có què. Đi đi, rồi. Bà chất bệnh chứ em bà không có bệnh. Bệnh là chuyện của bà. Còn em bệnh là chuyện của em, nói đi. Tôi chết, kệ tôi. Rồi, mộng cầm cũng lên tiếng là gì, mộng cầm không có bị sáng chó, mà mộng cầm có bị sáng chó, mộng cầm chết cũng như kệ mộng cầm, đúng không? Trời, ngứa thấy không? Ngứa gãi vậy mọi người, ngứa gãi vậy, ghê thì chết. Mày cứ quay hoài vậy, lò ví dụ này. Ê, lát hồi có đi ăn tiệc không? Không đi hả? À? Sao không đi? Thôi, đi chi? Chứ không phải không được mời hay gì? Được mời, không có được tiêu chuẩn cao. Ngày mai ở đây chơi mà.
Giờ tao đi uống rồi. Giờ tâm trạng của thì rất lo lắng lắm mọi người. Bà ngồi mà bà không ăn không ngủ luôn, rất là lo luôn cho bệnh tình của chất. Bây giờ là lo tới nỗi là bây giờ đúng không chất? Đó gật đầu thấy chưa, đúng không chất? Đó thấy không, gật đầu thấy chưa, phải không chất? Đó thấy chưa, chất có lo không chất? Ngủ không hả? Hiểu gì? Giờ kiểm tra cờ lại nha, kiểm tra cờ lại là chuẩn bị chơi lô tô nè. Nhưng mà chất rất là lo nha, đúng không chất? Không. Bỏ ăn luôn, bây giờ không ăn không uống gì ngồi gì nè mọi người, đúng không chất? Giờ chỉ biết lắc đầu với gật đầu thôi mọi người. Tội nghiệp chất à, gật tiếp nữa nè, đúng không chất? Trời ơi, chất chỉ có gật đầu với lắc đầu mà, mọi người ơi. Ai thương chất thì thương đi nha. Còn qua cái chăn này không biết có tới con được con chăn sao không á, đúng không chất? Không nữa mà. Giờ bắt đầu là chuẩn bị làm cái lô tô. Nói vậy chứ bệnh này bệnh chứ mình cũng phải cố gắng mình lo làm ăn để mình kiếm tiền. Bây giờ tới tiết mục lô tô nha mọi người. Đó. Thường thường tối thì chất hay gọi điện thoại cho ai á. Ủa, vợ bảo đúng không? Gọi điện thoại cho chồng nè. Ờ, giờ gì, à, dạo nè, giờ gì Sơn qua với Quỳnh qua làm bóng được không? Bộ em. Qua liền được không? Ok, ok, qua liền đi Sơn. Đợi mở. Một chai dù, một chai kia đâu? Bỏ này tao quên rồi. Ở đâu? Bên đây nè. Ờ, tao không bỏ con giác. Món gì á chú Nhiều? Ôi. Cá chiên xù. Mày vô. Quá tuyệt vời luôn rồi. Rồi lát hồi là có tiết mục là cá chiên xù nha. Để chính tay chú Nhiều làm nha. Quá tuyệt vời luôn, cá nhìn hấp dẫn. Đi đem bẩn này để đây. Chất ơi, chất bệnh vậy chất có buồn không chất? Uống thuốc hả? Cũng hy vọng là chị hết cái bệnh đó nha. Chứ cái bệnh đó nếu mà ăn uống mà không kỹ lưỡng á, là nó lây dữ lắm. Tại vì cái trời ơi thiệt, quy nhà chất lây luôn á, rồi ở đây ai ngồi chung với chất là lây luôn á. Sao kỳ vậy? Ủa, cái đó con nói thiệt á, không nói giỡn. Chừng ăn chung mới lây mà. Thì bây giờ nè, ăn uống không kỹ, thí dụ như chất bốc cái gì, cái con bốc cái đồ đó mà tay chân con không có rửa, hiểu không? Là con ăn vô bốc cái đồ đó, ăn vô là nó lây luôn con á. Dạ, con chừng đi đây. Trời, bọc áo rồi nha, thị bọc áo rồi. Chứ đừng bóc vô con nha, đi cẩn thận. À, giờ kiểm số lại nè mọi người, chơi lô tô phải kiểm số trước. Bộ này bộ mới hay bộ cũ không biết mà thiếu số rồi. Sau khi nói mộng cầm mà bệnh này, mộng cầm qua đây ngồi xem livestream nha. Về. Đó, làm móng mà chưa về nữa. Đi giờ nào? Nè, móng cầm nè, anh Thủy Quỳnh ơi. Anh Thủy Quỳnh ơi, móng cầm nè. Anh có tặng quà gì thì anh lên luôn nha. Lên cái lục quà. Hôm bữa anh Bảy Quỳnh quà, anh Bảy Quỳnh quà tặng quà cho bà quên hả trời? Không. Trời ơi, trời. Nè, anh Bảy Quỳnh quà ơi. Trời, người ta tặng quà, cảm ơn đàng hoàng chứ nghĩ sao vậy? Trinh ơi. Dậu dựng rồi, dậu dựng như chút rồi, nó không có la đi chút nữa nha. Cái này máy của ai? Máy của tao dục cái máy ra đường á. Thì muốn dục dục đi, có gì đâu. Mai dậu dựng rồi nha, ngày mai dậu nó bớt dựng rồi nè, nó sẽ quay lại nha. Mai bớt dựng luôn dậu. Dựng luôn rồi.
nhận mãi mãi. Đang bán mà giờ cũng vậy. Hải ơi, về tắm đi. Không cầm chổi chứ, về tắm cho chết đi. Vô đồ á. Thôi. Mắt xe cao lắm. Con có đem cái đồ trang điểm ở đâu mà làm được. Con chỉ cái ngoài thôi. Rồi, đó, có nhà. Có lông mi giả không? Không. Gắn không? Ôi ôi. Nãy giờ ai cho cờ gì như vậy à? Có trò gì đâu. Lòng què mấy cô làm sử. Làm sử mua, anh mấy cô mua, ảnh gửi cho người quen. Đúng rồi, ảnh nào mất thôi, hôm nay dậu không có like. Cái gì dậu không like rồi, anh không thương like luôn. Quay bên ông Mân, quay bên Bạch Chánh Ly. Ông Tâm đẹp mà. Thôi, quay bên Bạch Chánh Ly. Đẹp mà, anh hả? Đi. Anh Mảy quần què ơi, mộng cầm bị sáng chó rồi nha. Quay mặt chết đi. Để người ta thương mình chết nhiều. Mình tại vì mình không nghe lời. Em xin lỗi quý vị hả? Rồi xong rồi lần sau em xin lỗi tiếp phải không? Tắm đi. Ôi trời ơi, chơi chất về tắm đi Quyền. Anh xuống la vậy.